Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp nhất trí. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, sống hòa hợp nhất trí. Đấy là cái thứ nhất, nó là từ thân hành cả trước mặt lẫn sau lưng. Thì ở đây là các cái vị muốn sống một cái đời sống có hòa hợp, có hòa thuận, không có tranh luận, không đấu tranh với nhau, thì nó phải có cái tâm từ với nhau, tức là mọi người sống với nhau phải có cái tâm từ ái, tức là bằng những cái cách như là mình thực hành cái pháp thiền tâm từ, mong cho những cái các cái vị đồng phạm hạnh ở xung quanh mình được an vui, thoát khỏi nỗi khổ về thân về tâm, tránh những cái nguy hiểm rủi ro bất hạnh. Từ cái tâm từ ấy thì nó bộc phát ra bằng những cái hành động có sự tương ái, có sự tương kính, có sự tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như là cái vị này có cái sự cung kính tôn trọng lẫn cái vị kia, nó được thể hiện ra bằng những cái thân hành. Như là các vị ấy có thể giúp đỡ nhau bằng những cái công việc hàng ngày, hay là các vị ấy có cái sự những cái vị nhỏ hơn có cái sự cung kính đảnh lễ, hay là có cái sự nhường nhịn những cái chỗ ngồi, đi đứng nằm ngồi luôn luôn, có cái sự thận trọng với một cái người mà có cái lòng từ ái đối với lại mọi người khác. Thì trong khi vị ấy làm bất cứ một việc gì thì vị ấy cũng nghĩ đến cái sự lợi lạc, đến cái sự lợi ích, đến cái sự an vui của những cái người xung quanh. Như là vị ấy biết rằng khi mình làm việc này thì có lợi ích cho mọi người, cho các vị đồng phạm hạnh đang sống ở xung quanh mình. Như là khi vị ấy có thể vệ sinh dọn dẹp những cái chỗ ở, những cái khu nhà vệ sinh, cái khu nhà ăn, nhà ở. Đấy là cái vị ấy có cái lòng từ ái, từ mẫn vì cái lợi lạc, vì cái lợi ích của mọi người. Hay là vị ấy lấy nước để sinh hoạt hàng ngày, hay là nói chung là vị ấy có cái sự phục vụ, có cái sự giúp đỡ về tất cả những cái công việc, và vị ấy luôn luôn thận trọng trong mọi cái hành động của thân mình, không để làm phiền nhiễu những cái vị ở xung quanh. Như một cái người không có cái lòng tôn trọng người khác thì nó cũng bộc lộ ra từ những cái hành động đi đứng nằm ngồi, nó có cái sự nghênh ngang, nó có cái sự hàng nghiêng. Có thể vị ấy đi trước mặt những cái vị trưởng lão lớn hơn nhưng vị ấy không cúi đầu, không có cái sự nhẹ nhàng, không có cái sự tôn trọng. Còn đối với một cái người có cái sự trân trọng, có cái sự tôn trọng, thì mọi cái hành động nó cũng đều được bộc phát ra bằng cái sự tương ái, bằng cái sự tương kính, bằng cái sự có cái tôn trọng, không làm phiền nhiễu những cái vị đồng phạm hạnh ở xung quanh, mà thậm chí vị ấy còn biết làm những cái điều lợi lạc, lợi ích cho mọi người, để cho mọi người có cái sự hoan hỷ, có cái sự an vui. Thì đó là cái lòng từ thân hành cả trước mặt lẫn sau lưng là như vậy. Ngay cả trước mặt và sau lưng vị ấy cũng có cái sự tôn trọng, như không phải là chỉ có trước mặt thì thể hiện ra tôn trọng, nhưng mà ở sau lưng thì vị ấy lại thể hiện ra cái sự coi thường. Thì cái điều đó nó không chân thật, nó không xuất phát từ cái tâm chân thật, thì cái sự hòa hợp nó sẽ không được lâu dài. Đến một lúc nào đó cái sự bất hòa nó cũng sẽ bộc phát, một lúc nào đó có một chút mâu thuẫn, vì ấy sẽ không kiềm chế được cái tâm bất kính của mình, cái tâm không tôn trọng, không có lòng từ ái của mình, thì nó sẽ bộc phát ra thành những cái hành động, thành những cái lời nói đả thương nhau, nói công kích nhau, phỉ báng nhau, cãi nhau, chửi nhau. Đây là sống trong một cái môi trường có rất là nhiều người, có ở nhiều những cái văn hóa khác nhau, xuất thân từ nhiều những cái vùng miền, vùng quê, nhiều những cái gia đình khác nhau, những cái tầng lớp xã hội khác nhau rất là nhiều.
Nhưng mà nếu như mà thực hành chung một cái giáo pháp của Đức Phật mà có cùng một cái tư tưởng, cùng một cái niềm tin, cùng thì cái người đấy sống với nhau cũng sẽ dễ dàng hòa hợp được. Còn nếu như mà cái tư tưởng nó khác nhau, cái niềm tin nó khác nhau, thì cái người đấy sẽ hay sinh ra những cái mâu thuẫn đối đầu nhau. Mà Đức Phật dạy 6 cái cách đó, 6 cái phương pháp để mọi người có thể sống hòa đồng, hòa hợp với nhau, như nước với sữa, là từ những cái con mắt, từ những cái ánh mắt, từ những cái lời nói, từ những cái hành động của những người có cái sự hòa hợp nó sẽ khác. Như là một cái người hòa hợp với nhau, nhìn nhau bằng cái con mắt ái kính. Nhưng mà mỗi khi người ta ghét nhau, người ta không nói ra, người ta không bộc lộ bằng hành động lời nói, nhưng nó bộc lộ ra bằng cái ánh mắt. Hai cái người mà ghét nhau, người ta sẽ nhìn nhau bằng cái con mắt nó có cái sự hận thù, nó là vậy thì cái người hai người đấy ghét nhau, người ta hiểu ra à cái người kia đang nhìn mình bằng cái con mắt đầy sự hận thù ác ý, mà đầy cái sự khinh thường, đầy cái sự khó chịu. Còn hai cái người mà có cái thiện cảm với nhau, có cái sự hoan hỷ với nhau, thì nhìn cái không cần phải bộc lộ ra bằng cái hành động lời nói gì, mà từ cái ánh mắt nhìn nhau, người ta cũng đã biết được là có cái sự trìu mến, có cái từ ái, có cái sự thương yêu. Thì đấy là cũng là bằng cái hành động, khi mà một cái người có cái sự tôn trọng lẫn nhau, cái người kia có nói cái gì người này sẽ lắng tai nghe, ghi nhớ những cái lời, có cái sự tôn trọng, trân trọng từng cái lời nói của cái người kia. Còn cái người mà người ta không có tôn trọng lẫn nhau thì người ta sẽ làm nơ, người ta sẽ bỏ ngoài tai, người ta không có nghe, hoặc nghe người ta không có nhớ, người ta không có hành theo những cái lời mà cái người khác nói. Thì đấy là cái sự mà tôn trọng nhau bằng cái thân hành. Thân hành ở đây là không những bằng những hành động ở nơi thân, mà cái thân hành ở đây nó còn là bằng những cái sự nhìn nhau bằng những cái con mắt ái kính, hay là có cái sự tôn trọng lẫn nhau, bằng những cái lời nói, bằng những cái sự lắng nghe, bằng những cái sự hiểu ý của người khác, biết được một cái người có sự tôn trọng lẫn nhau, biết được cái người kia đang cần cái gì, hay là biết được cái ý định của người kia đang muốn làm cái việc gì, thì người đó cũng sẽ biết là mình làm cái việc này sẽ làm vui lòng cái người kia. Và mình cũng biết, còn nếu người ta ghét nhau, người ta biết là mình làm cái việc này để chọc tức cái người kia, mình có cái hành động như thế này để thể hiện sự khinh thường, để chọc tức cái người kia, và người ta sẽ có nhiều cái cách để làm cho cái người kia khó chịu, bực mình. Còn khi người ta tôn trọng cung kính lẫn nhau, người ta sẽ biết là mình làm cái việc gì đó để cho người kia hoan hỉ, để cho người kia vui vẻ. Thì đấy được gọi là cái sự gọi là thân hành. Bằng cái an trú từ thân hành, cả trước mặt lẫn sau lưng. Và Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, lại nữa này các tỳ kheo an trú từ khẩu hành, cả trước mặt lẫn sau lưng. Thì đây là cái pháp thứ hai trong cái pháp lục hòa, từ khẩu hành, trước mặt lẫn sau lưng, thì cũng như ở trên, cần phải ghi nhớ để tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Đấy là an tứ từ khẩu hành. Khi mà người ta có cái sự tôn trọng lẫn nhau, thì trong cái lời nói thì người ta sẽ nói những cái lời nói có cái sự tôn trọng, có cái sự cung kính, có cái sự nhẹ nhàng. Người ta biết nói những cái lời nói gì nó hợp thời, những cái lời nói gì khiến cho cái người nghe được an vui. Đấy là khi người ta tôn trọng nhau. Còn người ta không tôn trọng nhau, người ta sẽ dùng đủ mọi cái lời nói, đủ mọi cái cách thức để làm tổn thương lẫn nhau, để làm phiền não lẫn nhau, để gây công kích, để chỉ trích, để phỉ báng, để đối đầu lẫn nhau. Thì đấy là cái sự bất hòa. Còn cái sự hòa hợp thì người ta sẵn sàng kham nhẫn nại, người ta có những cái lúc mình cảm thấy nó vui vẻ, nhưng cũng có lúc không vui vẻ, nhưng mà vì muốn để cho cái cộng đồng, cái mọi người sinh hoạt chung với nhau được hòa thuận, thì người ta sẽ
sẵn sàng nhường nhịn nhau, kham nhẫn lại những cái tánh tình mà nó đôi khi nó có những cái người khác làm những cái việc gì, nói những cái lời gì đó mà mình cảm thấy nó không được hoan hỉ, không được vui vẻ, nhưng cũng không vì thế mà phản ứng ngược lại bằng những cái lời nói xúc phạm, bằng những cái lời nói gay gắt chỉ trích lẫn nhau, mà người ta sẽ nhường nhịn, sẽ kham nhẫn, sẽ bỏ qua những cái nỗi nhỏ nhặt của những cái người sống xung quanh, vì đôi khi là một cái sự vô tình, nhưng mà nó cũng có thể làm cho những cái người khác hiểu lầm. Đôi khi một cái người này chỉ vì một cái lời nói đùa bông đùn, tức là một cái hành động hay một cái lời nói đùa giỡn thôi, đùa cợt, có cái ý tốt chứ không phải là có cái ác ý gì, nhưng có khi người nghe lại hiểu lầm, lại tưởng rằng người này đang có cái tính giễu cợt, phỉ báng, khinh thường, chỉ trích cái mình, thì làm cho xúc phạm đến cái danh dự của mình. Đôi khi sống với nhau nó chỉ vì một cái sự hiểu lầm đấy mà sinh ra cái mâu thuẫn, sinh ra cái sự chống đối, sinh ra cái sự cãi cọ nhau. Nhưng với một cái người có cái sự tôn trọng, muốn cái đời sống hòa hợp, thì vị ấy sẽ không có phản ứng ngược lại theo cái suy nghĩ của mình, theo tư tưởng, theo nhận định của mình, đánh giá của mình, mà vị ấy luôn luôn biết rằng là mình thận trọng trong mọi cái lời nói, thế nào có thể đưa đến cái mâu thuẫn thì phải cố gắng tránh né, chứ không có nói ra những cái lời nói xâm phạm, xúc phạm, phỉ báng, chỉ trích hơn thua lẫn nhau. Thì như thế thì nó sẽ có được cái sự hòa hợp với nhau, như là một cái người mà có được cái đức tánh hòa hợp với nhau, thì cái người ấy sẽ biết rằng vui là mình đến một cái môi trường nào đó nó mới lạ. Khi mình đến một cái môi trường nào đó mới lạ, mọi người là những cái người xa lạ với nhau ấy, thì lúc đấy mình sẽ luôn luôn thể hiện được những cái tốt nhất của mình ra, từ những cái lời nói, từ những cái hành động, từ nó có một cái sự xã giao, nó có một cái gì đó nó rất là thận trọng, rất là tôn trọng lẫn nhau. Hay là lấy một cái hình ảnh ví dụ như là một cái người nữ mới về, một cái người nữ mới đi về nhà chồng, tỏ ra rất là kính trọng cha mẹ và những cái người thân bên nhà chồng, và đôi khi có những cái chuyện gì đó không được như ý mình, trái ý nghịch lòng, thì cũng phải cố gắng tỏ ra không có khó chịu với những cái điều trái ý nghịch lòng ấy, mà vẫn cố gắng tỏ ra những cái đức tính tốt nhất của mình, để lấy cái niềm tin của mọi người, để lấy được cái tình thương của mọi người, để lấy được cái sự tôn trọng của mọi người. Đấy là những cái người khi mà một cái người đấy cũng là thể hiện một cái đức tính như vậy. Nhưng khi sống với nhau lâu ngày, lâu tháng, lâu năm rồi, thì dần dần những cái tính cách gọi là khách sáo ấy dần dần nó bị giảm đi, nó bị mất đi, khi thấy những cái người khác đã không còn đề phòng, không còn soi xét, không còn coi mình như một người xa lạ nữa, thì lúc đấy sẽ bộc lộ ra những cái cá tính, những cái bản chất, những cái tánh khí thật từ cái cũ xa xưa của mình nó bộc phát dậy. Thì cũng vậy, sống ở trong một cái môi trường nào cũng thế, một cái người mới đến một cái môi trường mới, thì cái người đấy dễ dàng dẹp được những cái tính xấu của mình, hay bộc lộ ra được những cái tính tốt, và cố gắng thể hiện cho người khác nghĩ rằng mình là cái người có nhiều đức tính tốt, để lại được nhiều cái thiện ý của mọi người. Nhưng khi sống với nhau lâu ngày rồi, nếu như ở trong cái môi trường ấy, hay là một cái người đấy không có cái sự thận trọng giữ gìn, thì một lúc nào đó mình lại bộc phát ra cái bản chất, cái tính tình khó chịu của mình, sẵn sàng phản ứng gay gắt lại, nói lại những cái lời nói nó không còn cái sự tôn trọng, không dùng những cái lời nói hòa hợp văn hóa với nhau nữa, mà luôn luôn hành xử với nhau một cách lỗ mãng, thô thiển, thì lúc đấy bắt đầu nó sẽ rất dễ dàng sinh ra những mâu thuẫn, những cái sự đối đầu, đối nghịch với nhau.
Vậy thì những cái người mà sống với nhau bằng khẩu hành, an trú từ khẩu hành, tức là khi mà một cái người mà trong tâm mà luôn luôn có cái lòng từ, mình luôn luôn nghĩ tốt về người khác, không có nghĩ đến những cái tánh xấu, không có nghĩ xấu về người khác, thì sẽ giữ được cái sự tôn trọng với mọi người. Và khi giữ được cái sự tôn trọng với mọi người rồi thì trong cái lời nói của mình nó không thể hiện ra cái sự bất kính, ra cái sự khinh thường, ra cái sự coi thường, cho nên mình không bộc phát ra thành những cái lời nói phỉ báng, chỉ trích, chế nhạo, giễu cợt, khinh thường người khác. Thì nhờ có cái sự tôn trọng lẫn nhau, người này tôn trọng người kia tôn trọng người này, thì cái môi trường ấy, cái cộng đồng ấy, cái tập thể ấy, nó mới có thể sống hòa hợp với nhau lâu dài được. Còn nếu như mà có cái ác ý với nhau, có cái tâm sân hận, coi thường nhau, thì sẽ luôn luôn có những cái lời nói không được tôn trọng nhau, thì sẽ sinh ra những mâu thuẫn, đấu tranh nhau. Thì đấy là cái pháp thứ hai Đức Phật dạy, là vì ấy phải có cái từ, cái lòng từ khẩu hành, cả trước mặt lẫn sau lưng. Cả trước mặt thì cũng tôn trọng, mà sau lưng thì vì ấy không đi nói xấu nên những cái người ở xung quanh mình. Nếu như người ấy chỉ tán thán ở trước mặt nhưng ở sau lưng lại đi nói xấu, thì cái lời nói ở sau lưng đấy nó mới thể hiện đúng cái bản chất, đúng cái sự thật, đúng cái tâm tư của cái người đó. Và nếu như một cái người này mà có cái sự tôn trọng một cái người khác, có thể là ở trước mặt vị ấy cũng không nói những cái lời nịnh bợ, tâng bốc, khen ngợi những cái đức tính tốt, nhưng mà sau lưng vị ấy sẽ luôn luôn tán thán những cái đức tính đó với những người khác, để cho những người khác có cái thiện ý, có cái sự tôn trọng, có cái sự hoan hỷ, có cái nhìn nhận tốt về một cái người này. Thì cái đấy mới là cái tâm tư, cái lòng thật của cái người này, có cái tâm từ ái đối với lại những cái người xung quanh mình. Còn nếu như mà ở trước mặt vì ấy sẽ luôn luôn nói những cái lời hay, ca ngợi, khen ngợi, tán thán để lấy lòng một cái người này, nhưng mà khi vắng mặt vì ấy, hay sau lưng khi gặp những người khác, vì ấy lại nói ra những cái sự khó chịu, bực bội, chỉ trích, những cái lỗi lầm, hay là tức là nói xấu qua cái người đó, thì chứng tỏ là trong lòng cái người đấy mới thật sự là không có cái tình cảm, không có cái sự tôn trọng, mà cái sự thể hiện ra ở trước mặt ấy chỉ là một cái sự thể hiện không chân thật, hay là cái sự thể hiện đấy là dối trá. Vậy thì cái người mà có cái lòng từ khẩu hành, cả trước mặt lẫn sau lưng, là luôn luôn có cái sự tôn trọng lẫn nhau, không nói xấu, không công kính, phỉ báng lẫn nhau. Đôi khi có những cái người cha mẹ luôn luôn trước mặt con cái mình thì luôn luôn nghiêm khắc, có thể là nói những cái xấu, có thể là chỉ ra những cái lỗi lầm, mắng chửi con cái, nhưng mà đối với sau lưng con cái mà gặp những người khác thì luôn luôn khen ngợi những cái đức tính tốt của con cái mình, bởi vì cha mẹ luôn luôn yêu quý con cái, nhưng đôi khi không thể hiện ra bằng cái lời nói trước mặt nhưng lại thể hiện ra ở sau lưng. Còn những cái người nào mà luôn luôn đi nói xấu cả những người thân, những con cái mình, thì biết rằng cái người đấy sẽ không hề có tình thương đối với lại những cái người thân hay là những người xung quanh mình. Như vậy thì một cái người nào mà ở trước mặt nói tốt mà sau lưng nói những cái điều không tốt, thì chứng tỏ rằng cái người đấy sống không có cái lòng từ đối với những người ở xung quanh mình. Còn nếu một cái người đó có lòng từ thì cái vị đó sẽ không có nói, không có đấu tranh, không những cái lời nói ở trước mặt cũng nó không nói ra những cái lời xúc phạm nhau, mà ở sau lưng không nói ra những cái lời chỉ trích, phỉ báng và công kích, nói xấu lẫn nhau. Và Đức Phật dạy tiếp rằng: Tỳ kheo, an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng, pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Thì cái từ ý hành
là ở trong tâm, trong ý vị đó có cái tâm từ với nhau. Thế nên vậy thì sống ở trong một cái cộng đồng thì cái quan trọng nhất nó là mình có cái lòng từ ái với nhau. Mà cái tâm từ này thì nó phát triển được nhờ vị đó biết cách thực hành phát triển ra cái tâm từ ấy. Chứ nếu như một cái vị đó không có biết cách phát triển cái tâm từ này thì vị đó rất là muốn hòa hợp với mọi người nhưng không sao hòa hợp được, vì vị đó không biết tu tập, không biết phát triển, không biết làm cho cái tâm từ của mình nó tăng trưởng lên. Thế là cái nếu như mà một người luôn luôn có một cái suy nghĩ tiêu cực, nghĩ rằng người khác là cái người ta đang hại mình, sẽ hại mình hoặc đã hại mình, đã hại ta, đang hại ta, sẽ hại ta, và cái người đấy luôn nghĩ rằng cái người đấy đã đang hoặc sẽ hại những người thân của ta, hoặc là họ làm lợi ích cho những cái kẻ thù, những cái người mà ta không ưa, không thích. Khi suy nghĩ những cái điều đấy thì mình không thể nào phát triển cái tâm từ ái với những người khác được. Khi mà mình muốn phát triển cái tâm từ ái, cái ý từ, cái lòng từ không có cái sự mà cái tâm bất thiện với người khác, thì thứ nhất là phải dẹp được cái suy nghĩ đó, không phải dẹp được cái suy nghĩ rằng người đó có cái ác ý với mình. Mình không được khởi lên suy nghĩ như thế, mà lại phải suy nghĩ về những cái đức tính tốt của người đó. Mình có thể người đó dù là tốt với mình hay người đó không phải là tốt với mình, mà người đó có những cái đức tính tốt với những người khác, với những cái tập thể, hoặc là cái người đó là cái người có cái tâm biết tu tập, biết kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, thì đó cũng là một cái đức tính tốt đáng để trân trọng. Hoặc là cái người đó có thể suy tư tác ý đến cái tất cả những cái người khác đều là những cái bà con quyến thuộc, những cái người thân của mình trong vô lượng kiếp. Khi mà mình có cái tác ý tất cả mọi người đều là những người thân của mình, những cái thân bằng quyến thuộc, thì lúc đấy cái lòng từ nó cũng sẽ khởi lên. Có nghĩa là mình phải hướng về một cái đức tính tốt của cái người khác, rồi sau đó mình khởi lên cái mong cầu, mong muốn cho những cái người khác được những cái điều mong như là mình mong muốn cho bản thân mình. Như là mình mong muốn cho bản thân mình những cái điều gì? Như là mình mong muốn cho mình tránh được những cái rủi ro bất hạnh, những cái khổ đau, thì đó là những cái mình mong muốn cho mình. Rồi mình cũng phải hướng tâm đến những cái người khác, những người ở gần rồi đến ở xa, cũng được những cái điều như mình mong muốn, cũng mong muốn cho họ tránh khỏi những cái rủi ro, những cái bất hạnh, những hiểm nguy, những khổ đau. Mình mong muốn cho mình được an vui hạnh phúc, thì mình cũng mong muốn cho những cái người khác được an vui hạnh phúc. Mình mong muốn cho mình tránh được những cái khổ đau về thân về tâm thì mình cũng mong muốn cho người khác như vậy. Thế mình biết cách khởi lên, biết cách nhìn nhận vào mình mong muốn những cái điều tốt đẹp nào đến cho mình, thì mình hiểu ra, mình nhìn nhận ra như vậy, sau đó mình cũng mong khởi lên cái mong muốn cho những cái người khác cũng được những cái điều tốt lành, những cái điều tốt đẹp như vậy. Thì đó là mình sẽ khởi lên được cái ý với cái từ ý hành, an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Mình thường xuyên an trú cái lòng từ như vậy thì sẽ không có cái tâm sân hận, sẽ không có cái phiền não, không có cái sự bất mãn với những người sống ở xung quanh. Nhờ vậy mà cái đời sống sẽ được hòa hợp. Đấy là pháp thứ ba, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa hợp nhất trí không tranh luận. Rồi Đức Phật giải tiếp là: lại nữa, này các tỳ kheo, đối với các tài vật nhận được đúng pháp, hợp pháp, cho đến tài vật thâu nhận chỉ trong bình bát, tỳ kheo không phải là người không san sẻ các cái tài vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Cái pháp này tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, hòa hợp nhất trí vô tranh luận. Thì để mà có được cái sự hòa hợp nữa thì phải có cái sự chia sẻ với nhau về những cái nợ nộc, về những cái nợ dương,
Nếu như một cái người nào đấy trong một cái hội chúng mà có một cái người nào đấy có cái lòng tham, có cái sự ích kỷ, có cái nợ nạc gì cũng luôn luôn thâu nhận về mình, luôn luôn muốn mình có cái phần hơn, luôn luôn quan tâm đến lợi ích của mình, và muốn cho người khác phải thiệt thòi, muốn cho cái người khác phải không bằng mình, thì những cái người đấy sẽ bị những cái người xung quanh rất là khó chịu, rất là oán ghét, và dễ dàng sinh ra cái sự bất hòa, sinh ra cái sự đấu tranh, luận tranh, cạnh tranh nhau từ những cái hành động ấy. Vậy thì những cái vị sống chung với nhau phải luôn luôn quan tâm đến những cái nội dưỡng về những cái nhu cầu, những cái vật dụng khi mà thọ dụng, khi mà thọ nhận được thì cần phải có cái sự chia sẻ đồng đều lẫn nhau, vì trong một cái môi trường tập thể nó sẽ tùy theo cái phước của mỗi người, có những người có cái phước nhiều ấy thì người sẽ nhận được rất là nhiều những cái tài vật, mà những người có phước kém thì sẽ nhận được ít những cái tài vật. Cái này nó tùy theo cái phước của từng người, nhưng mà không phải vì vậy mà cái người có phước ấy mình hưởng cái phước đấy một mình mà mình không quan tâm đến những cái người xung quanh, mặc dù những người xung quanh vẫn biết rằng do mình không có phước, nhưng vẫn không thể tránh khỏi được cái sự ganh tị, cái sự khó chịu với những cái người khác nếu như người ta không có san sẻ, không quan tâm đến mình. Vì vậy cho nên vẫn phải có cái sự đồng đều chia sẻ những cái nội dưỡng, những cái thuộc nó thuộc về tài sản, thuộc về vật chất, dù đó là những cái món ăn nhận được ở trong bát khi đi khất thực, tức là trong những cái thời Đức Phật hay là những thời chánh pháp, hay là những cái nơi có rất là đông những người xuất gia tu tập và hàng ngày sống bằng cái đời sống khất thực là xin ăn, thì có những vị trưởng lão hay là những cái vị lớn sẽ đi trước, và những cái vị sơ cơ, những vị nhỏ thường là đi sau, và những cái vị lớn đi trước thì thường sẽ nhận được nhiều những cái đồ khất thực nhiều hơn, những cái vật thực hơn, và những cái vị nhỏ đôi khi đi sau sẽ không nhận được những cái vật thực, và sẽ khi mà về ngồi thọ thực mà những cái vị lớn đấy không quan tâm, không chia sẻ cho những vị nhỏ, có thể những vị nhỏ sẽ ấp ức, hiểm hận, bực bội trong lòng. Và cái điều đó nó cũng có cái sự thật, là thời Đức Phật ngài Xá Lợi Phất và cùng chư tăng cũng đi khất thực, mà lúc đấy tôn giả Na Hầu Na là một cái vị sa di mới có 9-10 tuổi, còn rất là nhỏ, đi theo sau ngài Xá Lợi Phất. Và ngài Xá Lợi Phất thì nhận được một cái món khất thực là một cái mớ cá hồng, một cái, những cái món ăn thượng vị ngon lành, còn ngài Rahula đi sau thì không nhận được, và cứ nghĩ rằng hôm nay chắc là về thầy mình, thầy tế độ là Xá Lợi Phất sẽ chia sẻ cho mình cái phần ăn này, và lúc nào cũng ngẫm nghĩ cái điều đó ở trong lòng, và chắc chắn cứ nghĩ rằng chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Nhưng khi về chỗ thọ thực thì tôn giả Xá Lợi Phất lại không, vì an trú trong chánh niệm không nghĩ đến Rahula, cứ nghĩ rằng đi sau rồi cũng đã có Phật tử cúng dường rồi, cho nên ngài cứ ngồi ngài ăn. Ăn xong thì Rahula vì không nhận được thầy mình không cho cái gì, cho nên ấm ức, bực tức, khó chịu, bực bội. Và sau đó thì Đức Phật biết cái câu chuyện đó và có hỏi Rahula, là Rahula cũng đã rất là khó chịu. Sa-di Rahula đã về nói với Đức Phật về cái sự khó chịu của mình, thì Đức Phật cũng đã giáo giới tôn giả Na Hầu Na, nhưng cũng có nói với ngài Xá Lợi Phất về cái sự không phải có cái sự quan tâm đến những cái vị sa di nhỏ như thế, chia sẻ những cái phần ăn như vậy thì sẽ có được cái sự hoan hỷ của các cái vị sống chung với mình. Thì đấy cũng là một cái câu chuyện, mà vì vậy nên những cái vị đi khất thực về trước ấy, thì thường thường là trong cái nhà ăn sẽ để một cái bàn, ở cái lối đi vào nhà ăn, và những cái vị đi khất thực về được những cái đồ ăn của mình rồi sẽ để lại vừa vặn những cái gì mình có thể ăn, còn những cái gì biết rằng mình không ăn hết
hay là biết rằng mình sẽ san sẻ cái món này, thì các vị ấy có thể sẽ để vào một cái thau ở trên cái bàn đó, và những cái vị đi về sau thấy những cái món ăn nào mà mình không có, hay là mình nhận được ít đồ ăn mình có thể muốn dùng thêm, thì các vị ấy có thể xớt thêm. Thì đấy cũng là một cái cách để có cái sự chia sẻ, có cái sự san sẻ đối với những cái món ăn, những cái vật thực, để cho mọi người có cái sự đồng đều lẫn nhau. Và tất cả những cái vật dụng khác cũng vậy, y áo, đồ ăn, thất thực, dược phẩm, trị bệnh, thì những cái vị nào có nhiều vẫn có thể phải chia sẻ đến những cái vị có ít, để cho mọi người sống ở trong một cái chú xứ đấy đều có cái sự đồng đều lẫn nhau, thì không có cái sự mâu thuẫn, có cái sự khó chịu với nhau. Còn nếu như vị nào có cái tâm tham lam, có cái gì cũng muốn giấu giếm, có cái gì cũng muốn sử dụng cho riêng mình, không có cái sự chia sẻ cho người khác, thì trong cái môi trường đấy, cái chú xứ đấy, dễ dàng sinh ra những cái mâu thuẫn, những cái sự bất hòa, vì cái sự sống không có cái sự tương thân tương ái, không có cái lòng từ, không có cái sự hỗ trợ, không có cái sự giúp đỡ lẫn nhau, như vậy sẽ sinh ra rất là nhiều những cái mâu thuẫn, và sẽ sinh ra cái sự đấu tranh, luận tranh, cạnh tranh nhau. Thì ở ngoài đời, ngoài thế gian cũng vậy, nếu như mà một cái vị nào người ta muốn cai trị một cái xã hội, một cái đất nước muốn được vững bền ấy, thì người ta phải luôn luôn quan tâm đến những cái người nghèo khổ, người ta phải biết bố thí cho những cái người khó khăn, để cho người ta không còn khó khăn nữa, thì người ta không tạo thành những cái trộm cướp, cắp cướp giật ở trên thế gian, nó không tạo ra những cái người tiêu cực, mâu thuẫn, chống đối, biểu tình, chống phá lại những cái người lãnh đạo, cho nên cái đất nước đấy sẽ được bình yên. Còn những cái thời nào, cái xã hội nào, hay là những cái người cai trị cái xã hội nào không quan tâm đến những cái người dân, những cái người khổ sở, những cái người thiếu thốn, không ban phát, không bố thí, không hỗ trợ cho họ, thì họ sẽ trở thành những cái tên đạo tặc, những cái tên trộm cướp, và sẽ trở thành những cái tên chống đối và chống phá lại, làm cho cái xã hội đấy bị rối loạn, bị nổi loạn. Thì trong một cái xã hội lớn cũng thế, vậy trong một cái chú xứ, một cái cộng đồng nhỏ cũng vậy, nếu luôn có cái sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau, thì cái chú xứ đấy, cái cộng đồng, cái xã hội đấy sẽ được bình an, yên ổn, hòa hợp. Còn nếu như không có cái sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, thì nó sẽ luôn luôn xảy ra những cái mâu thuẫn, bất hòa, bất đồng. Đấy là Đức Phật dạy rằng cái pháp hòa hợp thứ tư đó là phải chia sẻ những cái tài vật mà mình nhận được cho tất cả những cái mọi người xung quanh. Rồi Đức Phật dạy tiếp lại nữa này: các tỳ kheo, đối với giới luật không có vi phạm, không có tì vết, không có vận đục, không có uế tạp, giải thoát được người trí tán thán, không bị chấp trước đưa đến thiền định, tỳ kheo sống thành tựu các giới luật ấy với các vị đồng phạm hạnh cả trước lặt lẫn sau lưng. Thì đến một cái pháp nữa, để được hòa hợp hòa thuận nữa, đó là đối với những cái giới luật, là những cái pháp mà giới luật đưa đến cái sự thanh tịnh, đưa đến thiền định, là tứ thanh tịnh giới, những cái giới luật căn bản, giới bổn, vì ấy giữ được cái giới bổn đấy, hay là giữ được cái giới về thu thúc các căn, giữ cái giới về nuôi mạng thanh tịnh, giữ gìn những cái giới về chi túc trong các vật dụng, thì nó cũng, nếu như một cái môi trường nào có cái giới thanh tịnh thì cái môi trường đấy cũng sẽ hòa hợp. Còn nếu như một cái môi trường mà có người giữ giới nhưng mà cũng có người lại không giữ giới, có người lại luôn luôn tỏ ra coi thường và luôn luôn phạm giới trong cái môi trường đấy, và mạnh ai ai thích làm gì thì làm, cái vị này là giữ giới nhưng mà vị kia lại không giữ giới, thì cái môi trường đấy sẽ sinh ra bất hòa, sẽ sinh ra cái sự mâu thuẫn, sẽ sinh ra cái sự luôn luôn có cái sự đấu đá, chống trái lẫn nhau. Như trong một cái
ở chú giữ một cái môi trường là tất cả mọi giữ một cái giới, đó là không không giữ tiền và vàng bạc chẳng hạn. Nhưng mà có những người thì lại không giữ giới đấy, phải nói là có cái chú xứ kia, cái ngôi chùa kia, cái tịnh xá kia, người ta không có giữ giới này, các cái vị ở tỳ kheo ở đấy vẫn thọ nhận, vẫn giữ những cái này, có sao đâu. Vậy tôi ở đây tôi cũng cứ giữ như vậy thì sao? Vậy thì có người giữ, có người không giữ, thì hai cái người đấy sẽ có cái sự bất đồng với nhau, thì đấy gọi là giới bất hòa. Vậy thì cái người nào mà để cho nó có cái sự hòa hợp thì tất cả mọi cái thành viên, tất cả mọi cá nhân cá thể sống ở trong cái cộng đồng, trong cái chú xứ ấy đều có cái sự hành trì giới luật như nhau, tức là cái giới này đã giữ thì tất cả mọi người cùng giữ, chứ không phải là người này thích giữ thì giữ, người nào không thích giữ thì thôi. Thế giới có nói là không ca hát, nhưng mà có những vị vị này của tôi cứ ca hát, tôi cứ hát hò làm gì được tôi. Thế thì chỉ cần như thế thôi là bắt đầu sinh ra sự mâu thuẫn rồi. Sinh ra sự bất đồng bất hòa rồi. Người này bảo ông ca hát như thế là phạm giới rồi, là tôi không thể chấp nhận được. Thế là cái này bảo là tôi không giữ cái giới đấy làm gì được tôi, thì là lúc đấy là sinh ra mâu thuẫn với nhau. Vậy thì để cho cái môi trường ấy được hòa hợp với nhau thì tất cả những cái giới luật gì đã được ban hành thì mọi người ở trong cái chú xứ ấy đều giữ cái giới đấy, cái chứ không phải là người nào thích giữ thì giữ, người nào bỏ qua thì bỏ. Thì cũng chính vì nhờ vậy mà cái cộng đồng ấy sẽ được bình an yên ổn, không có mâu thuẫn nhau, hay nó gọi là giới hòa. Đưa đến thiền định lại nữa này, các tỳ kheo đối với các chi kiến thuộc về bậc thánh có khả năng hướng thượng khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau, tỳ kheo sống thành tựu chi kiến vậy cùng với các vị đồng phẩm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng, pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa hợp, đưa đến nhất trí không tranh luận. Thì đây là cái pháp cuối cùng là chi kiến. Chi kiến là những cái pháp để phát triển cái trí tuệ, để phát triển cái tuệ giác, để phát triển cái sự giác ngộ. Nếu như mọi người đều phấn đấu, đều hướng đến cái trí tuệ giác ngộ, đều hướng đến tăng trưởng cái trí tuệ, đều đang tu dưỡng để phát triển trí tuệ, thì cái môi trường ấy sẽ có rất ít những phiền não, vì trí tuệ nó đối trị với phiền não. Người nào mà hướng đến trí tuệ thì người đấy sẽ có cái sự thấu hiểu, sẽ có cái sự nhìn nhận và sẽ biết là những cái gì nên làm, cái gì nên tránh, những cái gì nó có lợi ích và những cái gì nó có tai hại. Chính vì cái sự có trí tuệ như vậy, mọi người đều hướng đến phát triển trí tuệ như vậy, thì cái môi trường ấy là cái môi trường hòa hợp nhất, bình an nhất, yên ổn nhất, không có mâu thuẫn với nhau nhất. Còn cái môi trường nào không chú trọng phát triển về tuệ giác, không chú trọng phát triển trí tuệ, mọi người sống với nhau bằng những cái tà kiến, bằng những cái tà trí, bằng những cái tâm có nhiều cái ô nhiễm, có nhiều cái sự phiền não, thì cái môi trường đấy cũng sẽ là cái môi trường lộn xộn nhất, cái môi trường đấy sẽ có nhiều mâu thuẫn nhất, cái cộng đồng, cái chú xứ, cái tổ chức đấy sẽ bất hòa, sẽ luôn luôn có cái sự tranh luận, đấu tranh nhau, chỉ trích, có nhiều cái mâu thuẫn với nhau. Nên Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng hòa hợp không tranh luận với nhau. Sáu pháp đấy là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa đây là ba, về nội hòa là bốn, giới hòa là năm, và kiến hòa là sáu. Đấy nó gọi là lục hòa,